Hello, hôm nay lại là cuối tuần nữa rồi. Em giới thiệu cho mọi người vài cái đồng hồ nha. Cũng sắp tới 20 tháng 10 rồi. 20 tháng 10 thì em hay tặng cô giáo của con em bằng đồng hồ. Vừa ngon bổ rẻ. Nên anh nào muốn mua đồng hồ nữ để tặng cho cô giáo Thảo, cô giáo Thủy gì đó thì liên hệ em. Rồi em video này em giới thiệu đầu tiên là em đồng hồ nữ nha. Đây là em gì Win này nè. Đó, nó có một cái bộ kim dây chạy rất là độc ha. Rồi kim giờ đây đang có pin luôn. Dây này thì nó hơi xấu rồi, cái này về mấy anh phải thay dây, còn không này em tặng thì ở đây em chỉ có dây da mà da nâu với da đen thôi, còn cái dây một màu xanh lá cây này không có. Đây, mông đó. Con này là mới nha, mới tinh luôn, rất là mới luôn á. Em vệ sinh không mới tinh nè. Con này size mặt là 32 nha. Size mặt 32, rất là đẹp, rất là độc. À, ở đây có chữ lốp nữa nè. Đó, cái này mà tặng cô giáo Thảo thì thôi nữa. Cô giáo chỉ có yêu học sinh, nhiều khi yêu luôn phụ huynh. Đây, lên bàn tay đen đúa của em nó vẫn rất là đẹp, rất là nổi. Nhìn rất là hay ha. Con này em bán là 220.000 nha. Con nữ màu xanh lá cây thì cứ báo em là nữ xanh lá cây thôi nha. Hỏi mã đi. Rồi tiếp theo là em Casio. Này là Casio Wayshaper nè. Con này chạy năng lượng mặt trời ha, bao xài nước nôi thoải mái, bộ dây inox đúc đặc nha, bỏ thép không rỉ, cực kỳ chất lượng ha. Con này thì em đang chỉnh giờ nó tương đối rồi, chút nữa em sẽ chỉnh lại, trước khi em mua thì em sẽ chỉnh ngày giờ lại mà em sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh giờ khi cần ha. Em này size mặt là ba mươi chín gần 40 nha, 39.5 á, gần 40 á. Mặt màu vàng cát rất là đẹp ha. Một ô cửa lệch góc 3 giờ, đây là hai cái nấm chỉnh của nó. Rồi đây là mông của em nữa nè. Bộ dây thép đúc đặc, chất lượng lắm nha, đầm tay. Dây tay là 18 hơn ha. Tay em 18 đeo rộng, rộng rãi thoải mái. Đây lên tay rất là đẹp ha. Khóa nguyên zin Casio nè. Em này mã là 1501. Giá em này là 520.000 nha. Rồi đây em có em Dung Trang nè. Dung Trang này vuông ha. Cái con này không biết, hình như là cái anh Nhật ảnh design lại, anh thích anh làm lại gì á. Cái dây này giống như nó dạng đệm mi vàng. Nhưng mà đó, cực kỳ đẹp mà. Đây cái mặt vàng ha. Nhưng mà cái niềng nè, xung quanh cái niềng này nè nó là màu trắng. Rồi ở ngoài này là màu vàng, cái mặt vàng cát luôn. Mặt vàng kim cọc số nổi ha. Con này đang tạm thời hết pin. Con này là cái máy rất là xịn nha. Để em mở máy cho coi luôn. Cái con này nó mỏng quá nên cái mình mở máy mình phải xài cái dao bấm, cái dao cái lưỡi của cái dao rọc giấy á, nó mới vô được. Đây máy Dung Trang siêu xịn,
thấy mấy vàng khóe đã không? Dung trang này nó là của Đức nha. Đây nè, con này của Đức, nó sử dụng bộ máy của Thụy Sĩ. Rất là đẹp nha. Nè cái niền này em chỉ nè, cái viền này nó ở trong này nó màu trắng, ở ngoài là nó màu vàng nè. Đó, nước vàng nó rất là đẹp. Còn cái dây nữa nè. Đó, nó phóng to lên mình coi thì dễ. Đó, hay à. Đẹp lắm nha. Xe mặt con dung trang này là chiều ngang nó là 30. Chiều dọc nó là 39 gần 40. Ngang là 30, dọc là 39 gần 40 á. Đây em lên tay. Đẹp ha, cực kỳ sang nha. Thương hiệu Đức, sử dụng máy của Thụy Sĩ. Đây cái nấm đây. Mới lắm nè, mông mới tình nè. Em này giá là 490.000. Mã em nó là 1502. Đây là em Sekodon. Dây khóa đục đặc ha. Nguyên zin của Don luôn nè. Đó, siêu mỏng. Con này AGS Don. Con này chỉ có dày là 6 ly 3. Dày là 6 ly 3. Size ngang của em này là 35. Nấm đính đá. Con này nó xài cái máy là máy Kinetic á, à, lắc nè, khi mình lắc nè nó tạo pin, nó lưu trữ vô cái máy, xong rồi nó cung cấp ngược lại cho cái con này chạy. Đó, tức là nó sử dụng cái chuyển động của mình ấy, nó giống automatic vậy, nhưng mà nó quay ngược lại, nó đưa lại cho cái máy, nó pin này lưu trữ cực là lâu ha. Dây đà mi. Cái dòng này nó giống dòng Kinetic á, cực kỳ đẹp ha. Em muốn coi máy thì em sẽ gỡ máy cho chụp hình, gỡ qua cho coi sau nha. Tại cái dòng này mở máy nó hơi cực, mở máy lắp lại nó hơi cực. Đây mông à. Mông em này thì có mòn ha. Em này em bán là 780.000 nha. Mã là 1503, giá 780.000. Hàng dạo này về giá nó lên cao lắm, đặc biệt là tiền cước vận chuyển á. Em cố gắng bán giá thật là thấp cho mọi người. Đây là con Citizen CW. Con này chỉ có cái mặt thôi chứ không có cái dây. Thì ai mua em sẽ tặng thêm cho cái dây ha, như da thường thôi chứ không có da xịn đâu nha. Con này mặt thì bốn góc này có màu vàng nè. Cọc số nổi nha. Sai mặt chiều ngang là 29 gần 30. 29.6 gần 30 á. Chiều dọc luôn càng của em này là 37. Nước vàng hai bên thì đẹp, nói chung là đẹp, chỉ có mòn bốn cái góc này nè, bốn cái góc này nè. Con này xài cái máy cũng xịn lắm nha. Đây em mở máy cho coi. Ai mà từng chơi là biết sơ quy là đây nè, nó có cái nắp này nè, mở cái nắp ra nữa đó, nó mới lòi cái máy ra. À, máy có chân kính luôn nè. Đó, đẹp chưa?
đó, Citizen Nhật Bản, 4 chân kính, 4G well nè, nó là 4 chân kính, pin nó đang hết nha, em sẽ bỏ pin trước khi giao. Mấy những cái dòng này là cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm. Nó còn luôn cái siêu này nè, siêu này để chặn nè. Rồi cái mặt này em bán là 250.000 nha. Em sẽ tặng thêm một cái dây da. Cái máy này rất là xịn. Mã là 1504. Giá là 230.000. Rồi đây em này là em Zippo nè. Em này nó có một cái đo nhiệt độ nè, cái nhiệt kế nằm ngay cái góc này, hiện bây giờ là 30 mấy độ nè đó. Còn đây là đồng hồ, đây là la bàn 3 trong 1, hàng của Zippo nha. Cái dây này là thay mới rồi, tại vì cái dây những cái con này nó là hàng trưng bày nè, nó còn nguyên siêu này, chưa làm tay nè. À, đang thay mới cái dây này, em về em phải thay mới tại cái dây cũ nó lâu ngày nó hư rồi. Còn đây khóa Zippo Jean ha. Em này size mặt chiều ngang là 40. Em này size mặt 40 nha. Rồi nói chung là mới nguyên quá. Chỉ có cái dây là phải thay mới, tại vì cái dây mấy ông này trưng bày nè, cái dây nó lâu ngày nó hư rồi. Đây lên tay rất là đẹp nha. Rồi anh nào mà hút thuốc có xài quẹt Zippo thì em thì nên mua sưu tầm con này ha. Còn nếu mà anh nào mà thích con này mà không có xài quẹt Zippo thì liên hệ em sẽ bán cho một cái quẹt Zippo luôn. Và em có cái quẹt Zippo trong đó, thật xịn. Rồi con này em bán 700.000 nha. Mã là 1505 nha. Giá là 700. Size to ha. Hàng trưng bày đẹp. Một cái con đồng hồ này em lời 100.000, nên mấy anh đừng gọi điện nhắn tin trả giá em, tội nghiệp em. Bây giờ nó chi phí nó cao dữ lắm. Rồi con này, con Lachit gì á của Nhật, độ mới thì cực cao đó, bộ dây mới tinh nè đó ha. Mặt đường băng, kính nó cũng vát cạnh nè, vát hai cạnh hai bên nè, nấm đính đá ha. Rồi mông nè, độ mới em này thì siêu cao rồi, ở Nhật Bản nha. Đó, phay xước đồ luôn. Em này mà tặng thì cũng bỏ thêm cái hộp nữa thì tặng thì tuyệt vời rồi. Em này size mặt chiều ngang là 26, chiều dọc luôn càng là 37. Đó, 26 x 37, em này tay nam tay nhỏ, còn anh nữ tay to là đeo đẹp hết ha. Cái này mua về tặng cô giáo Thảo đi mấy anh ơi. 20 tháng 10 sắp tới rồi. Đó, tặng cô giáo Thảo cũng được, còn không thì mình đeo cũng đẹp, rất là đẹp ha. Tay em tay 18 đeo lên vẫn đẹp ha. Nói chung tại vì con mắt của em thì em thích nó vừa vừa thôi, chứ em không thích mà to quá. Em này là mã là 1506. Giá em bán em này là 390 nha, hàng máy tinh nè.
này đem bộ dây không đã hết 200.000 rồi nè. Đó, nếu mà mua anh ra mua bộ dây này 200.000 rồi nè. Không biết mua 200.000 có được cái dây Nhật này không nữa, hay là 200.000 là dây dây linh kiện. Rồi đây em Thunderbird nè, Thunderbird này của Citizen, chạy pin năng lượng mặt trời ha, hàng mới nha, nguyên còn tác luôn nè. Đó. Con này là full titanium ha. Size to. Size em này là 41. Khóa dây khóa nguyên zin. Con này titanium, nó siêu nhẹ nha. Đây, lên tay. Siêu đẹp ha. Kim số và quang luôn. Đó, pin năng lượng siêu trâu. Em này là mã là 1507. Giá em bán em này là 740.000 nha. Khó thấy quá ha. Rồi có gì anh chị cứ báo em Thunderbird là được ha. Em nó là đau lẻ từng con nên em đa phần là em cố gắng là kiếm giá thật là tốt để cho mình. Rồi đây con Maruman nè, độ mới siêu cao. Con này mặt số 2 lòng. Cái mặt của con này là mặt màu xám, rất là đẹp ha. Dây khóa là nguyên zin, độ mới thì siêu cao. Size em này sẽ to, đúng thường hay đúng cổ chai đây? À đúng thường. Đây, mông. Mông bằng kiến nha. Size mặt em này là 42 luôn. Đúng giờ đúng giấc ha, chỉnh giờ thì cứ giật ra chỉnh thôi chứ không có gì đó. Kim dạ quang. Size to nha. Em này là mã là 1508. Em bán em này là 350.000. Size bự, rất là to nha. Em chưa làm tay ạ. Dây 18 nè, thoải mái ha. Đó, ngầu chưa? À, siêu ngầu. Mới. Đồ mới cực cao, siêu mới luôn. Giá quá rẻ. Gemit nha. Gemit của thằng này là thương hiệu con của Seiko nè, Gemit. Dây đờ mi, độ mới cực cao ha. Mới dữ lắm. Núm nè, vàng chóe. Size mặt em này 35. Mông đẹp. Này đang hết pin, em sẽ vô pin bảo đảm chạy mới giao nha. Mã em này là 1509. Giá em bán em này là 320.000 luôn. Mua con này về tặng cũng được ha. Nữ đeo cũng được, nam đeo cũng được. Dòng này ta gọi là CBD. Rồi đây có một em Citizen mà hai lòng, một cửa lật gốc 3 giờ nè. Cọc số nổi ha. Độ mới cao, dây da. Dây này là da xịn nha. Khóa nè. Em này thì khóa nó không có zin. Nhưng mà size to lắm. Size mặt em này 40 rồi. Con này chạy bình thường nha.
Mã em này là 1510. Giá bán em này 500 ngàn nha. Hàng Citizen là cao dữ lắm. Mà size to nữa. Rồi đây là em engine. Engine này chạy pin nha. Dây khóa đúc đặc. Độ mới cao ha. Mông là mông kính nha. Cọc số nổi mặt màu xám, còn nâu xám xám đậm. Con này nấm cỏ chai luôn nè, đúng rồi, nấm cỏ chai luôn. Vặn ra là chỉnh giờ thôi, chống nước, siêu chống nước ha. Size tay em này 38 luôn. Em này em bán 380 luôn nha. À, mã 15111. Rồi đây là em xách toy. À, em này niềng xoay 6 kim chronograph. Đây, kim gốc 3 giờ là kim 24 giờ ha. Hai cái kim này kim chronograph nè. Rồi, bấm ngưng. Rồi bấm reset lại. Niềng xoay màu cam rất là đẹp ha. Nấm zin. Dây zin. Khóa 2 tầng chống bật luôn. Bấm vô. Rồi mở ra. À, mông máy tinh, độ mới là cực kỳ cao ha. Sao mặt em này 40 luôn nè. Dây khóa nguyên zin, tất cả zin hết. Rồi dây 18 luôn, xe tay 18 ha, cực đẹp. Mẫu cửa lịch gốc 4:30. Em sách toy này hơi cao nha. Giá em này là 1.150.000. Mã là 1512. Giá là 1.150.000. Nói chung mua hàng mấy anh cứ liên hệ số này giùm em ha, Zalo cũng được, gọi cũng được, chuyển khoản cọc 50.000 em miễn ship. Còn không cọc cạc thì thanh toán phí ship giùm em. Đây là em CC. Con này toàn bộ bên hông này là kim cương, rất là nhiều kim cương, em đếm không hết được. À, mặt thì mặt kính cầu. À, vác chóp là chóp kim cương ở trong này, nhưng mà nó vác ở trong đó chứ không phải là ngoài. Thường người ta vác kim cương ở ngoài, mặt kính kim cương người ta hay vác ngoài, con này vác ở trong, rất là độc. Hàng nguyên zin, còn siêu đáy luôn. Dây này thì dây da này là dây da linh kiện, còn khóa là nguyên zin ha. Đó, dây này dây là em có sợi dây đẹp ở nhà em bỏ vô thôi chứ không phải dây zin nữa đâu. Không xước xác vậy ha. Sai mặt em này chiều ngang là 30 nè. Đó, chỉ cái đo từ đo hai cái kim cương này qua thôi là 30 nè. Chiều dọc luôn càng là 42. Chronotech nè. Cọc số nè. Cọc số nổ rất là đẹp.
rất là lạ nha. Làm tay đẹp chưa, ngầu ha, lạ lắm á nha. Em này em bán giá 700.000 nha, mã là 1513, giá là 700.000. Rồi đây là MG Harrison nè, cọc số là mã, trong này 4 viên kim cương ha, dây khóa là đúc đặc nè, nguyên zin ha, biểu tượng G Harrison nữa ha. Đáy này là đáy kính. Con này chạy pin nha, size to, dây tay 18. Size mặt em này là 42. Size mặt em này là 42, không tính nấm. Khá là mới nha. Mặt kính là bát kim cương nè, nhưng mà kính này nó có xước nha. Kính này có xước một miếng ở đây nè. À, đây. Xước một miếng ngay vị trí trên 12 giờ nè. Còn ngoài ra nó đẹp. Em này mã là 1514, giá em bán em này là 480.000. Đáy xoay vặn ha, chống nước luôn. Đây là em engine nè, à, độ máy cao 6 kim, chạy chronograph. Size mặt em này 40, đó này chạy chronograph nè. Dây khóa là nguyên zin của engine ha. Đấy, khóa bấm 2 tầng chống bật, độ máy cực kỳ cao ha. Kim cọc số dạ quang luôn, size mặt 40. Đây là mông của em nữa nè. Đấy, mông xoay vặn chống nước luôn. Em này em bán giá là, à con này nó có cái tăng đưa nữa nè, gấp lại. Giá em này là 750. Mã là 1515. Một năm 750 nha, cực kỳ sang, kiểu dáng của Rolex đó, cực kỳ đẹp. Đây lên tay em 18. Sáu kim bây giờ giá nó cao lắm nha, 70,000 này em lời được mấy chục ngàn. Nên mấy anh đừng có gọi trả giá em mấy cái số lẻ lẻ, tội nghiệp em không có bớt được nữa không. Bữa nay giá nó dọc nó cao lắm. Đây là em engine nữa nè, em này đang bị xúc cái cốt nè. Em sẽ gắn cái này lại cho nha. Em này là dạ quang full mặt, kim cọc số nổi. Tối rồi nó dạ quang nguyên cái mặt này lên rồi, xanh lên đẹp lắm. Em quay ban ngày không có thấy dạ quang được, quay ban đêm thì ánh sáng nó không có đẹp. Chưa đi làm tranh thủ quay. Size mặt em này cũng 40 luôn, 39.5, 39.6, gần 40 ha. Em này chạy pin nha, dây là dây khóa đúc đặc nha, mông bằng kính. Em này cũng là nấm cỏ chai luôn nè, vặn ra xong rồi chỉnh giờ xong vặn vô. Em này
mã là một năm một sáu, giá em bán em này là 400.000 nha. Size to nha, khóa đúc đặc, dây khóa đúc đặc nguyên zin. Rồi đây có em này hai máy nè, kim cọc số nổi nè, dạ quang ha, hai máy, một máy pin, một máy kim. Máy kim thì cứ giật thẳng ra đây chỉnh thôi, hay ha. À, còn máy kỹ thuật số thì mình chỉnh đây, bấm máy nào chỉnh nè. Đó. Có báo thức nha, có bấm giờ, chronograph đủ thứ. Con này không biết nó có cái này gì là cái gì mà em bấm vô nó, em lấy cái cây em chọt vô nó không có tác dụng gì. Dây khóa là đúc đặc ha. Sai mặt em này là 39 gần 40, 39 đi, đánh 39 đi. Bộ dây rất là đẹp, lên tay đẹp ha, mặt màu xanh cực kỳ sang trọng nha. Xe dây em này chắc 19 á, xe dây 19 á. Đẹp quá. Đây cái mông nè. Rover SMWT gì á, Rover. Em này mã là không biết quá, 1517, giá em bán em này 360.000 nha. Em này anh ba nè, liền xoay đẹp. Em này chống nước cực tốt, em đã thử rồi, đã đi mưa rồi. Cái này đang bị xúc cái khóa cái chốt đây, em sẽ gắn lại ha. Như cái chốt này sáng này hồi trưa này em cần cái gì em gỡ ra em lấy cái gì. Chứ em nhớ bữa em có đeo đi một ngày lên tay cực đẹp ha, nhìn hay lắm, thể thao. Anh ba của Nhật. Em này xe mặt chiều ngang 38. Này hàng Nhật cũng là sản xuất tại Nhật Bản nè ha. Em này em bán 360. Mã là 1517. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người vào tối thứ năm đi, tại bữa nay hàng nó về hơi chậm. Em sẽ bỏ cái ngày tối thứ ba, em sẽ quay tối thứ năm, tối thứ bảy. Rồi lúc 7 giờ tối mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại này giùm em. Chuyển khoản cọc 50.000 em sẽ miễn ship hết ha. Cọc cạc điện thoại thì tự chịu ship. Cảm ơn mọi người đã xem video, ai xem thì cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký thì đăng ký giúp em. Thì khi có sản phẩm mới nó sẽ thông báo, YouTube sẽ thông báo với mọi người để mọi người xem sớm nhất. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bye bye.